Rồi, chào các bạn nha. Sau đây mình sẽ cho các bạn xem cái con ếch có hai cái màu mắt này các bạn. Con ếch có hai con mắt khác biệt nha các bạn. Con ếch này nó cũng bị cụt tai luôn. Mình bắt mình đem nó vào cái phi này mình nuôi nè. Nè các bạn, bây giờ mình bắt nó ra ngoài thao nè các bạn, để mình quay cho các bạn xem. Mình thấy con ếch này không phải là nó bị mù các bạn ơi, hai con mắt nó nói chung là còn nhìn thấy được á. Bạn thấy hai con mắt nó khác nhau hoàn toàn không? Đó, nó có hai con mắt rất là khác nhau các bạn. Bên đây con mắt ếch nè. Bên đây cái con mắt nó mắt người nữa. Lại mắt tắc kè quá các bạn. Thấy không? Con này nó đâu phải mù đó các bạn. Để mình quay sát lại cho các bạn xem hai con mắt nữa. Nó vẫn còn cái con ngươi nha. Bên đây cái con ngươi nữa nè. Dám bị mù quá vậy. Phải. Để mình quay sát cho các bạn xem. Mà thấy nó cái chồng rồi. Thấy nó mất cái chồng chồng đen rồi. Đâu phải, mắt xanh nó như vậy á. Mắt xanh nó như vậy mà anh thấy mắt này kia đó, nhiều khi số mắt ở trong nó vậy á. Con ếch này quá là độc rồi các bạn ơi, độc lạ luôn á. Nó có ba cái chân nè. Nó bị cụt tay nữa các bạn. Nó có hai một cái tay à, tay này nó bị cụt rồi. Ủa. Nó bị cục cái tay nè. Đấy, con mắt hai con nó giống giống, màu nó khác. Cái tai nó mới lành nè các bạn, bị con gì cắn á.
Đây để mình đụng cái con mắt nó nha các bạn. Mắt nó chớp nha. Ủa sao nó không chớp? Không chớp mắt hả? Con này kỳ ta. Hả? Sao nãy nó chớp giờ nó mình quay nó không chớp? Vậy. Lạ nha. Chớp mắt cái ra hai con này. Đây mắt cá sấu nè. Đây mắt ếch nè. Mắt cá sấu rồi bạn. Ếch này quá độc nha các bạn. À, nó bị cục tay. Đó, hai con mắt khác nhau các bạn. Mình phát hiện con ếch này mình bắt đem vào nuôi đó các bạn. Mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem cái con ếch này trong các clip sau nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.